Vâng, mến chào quý vị cùng các bạn quay trở lại với kênh của Bonsai Đinh Vượng. Hôm nay Bonsai Đinh Vượng muốn chia sẻ với tất cả các bạn yêu cây trên cả nước một cái bộ ba tác phẩm cây xanh Phúc Lộc Thọ của vườn nhà Bonsai Đinh Vượng. Thì đây là cái tác phẩm thứ nhất. Thì Bonsai Đinh Vượng tạo tác hai cây dáng siêu và một cây hai thân gần như dạng dáng làng ở giữa và hai cây siêu hai bên. Đây là tác phẩm cây thứ nhất nhé. Và đây là tác phẩm cây thứ hai. Cây này thì được nằm ở giữa này. Ngày mai tôi sẽ kê nó ở vị trí ở giữa. Và hai cây siêu trầu hai bên trầu vào. Thì đây là một tác phẩm cây hai thân song thụ. Đấy. Đây là tác phẩm cây thứ hai đây. Tôi giới thiệu với các bạn. Sau đó Bonsai Đinh Vượng sẽ đi chi tiết từng hai cây. Và đến tác phẩm thứ ba cũng là một cây dáng siêu. Vâng, đây là tác phẩm thứ ba đây các bạn. Đấy, vừa rồi là Bonsai Đinh Vượng muốn chia sẻ tới các bạn một cái bộ ba, một cây bóng dáng kiểu như dáng làng, ở giữa là cây song thụ, cây hai thân và hai cây siêu cho vào làm một bộ ba, một bộ tam đa phúc lộc thọ. Thì cây này cũng là những cây sinh quê thì các bạn nhé, nhưng phải nói rất già. Thì đây là một cái tác phẩm cây sinh quê và Bonsai Đinh Vượng mua năm 2010. Lúc đó thì Bonsai Đinh Vượng mua về và cắt, chỉ còn lại là một cái cột không. Và lúc đó không có một chút tay canh nào đâu. Đã đưa về cột không thì bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Đó, một cây xanh cổ, nó được hóa rất mạnh mẽ các bạn. Một cây lét rất tự nhiên, rất là cổ kính các bạn nhé. Thực ra là Bonsai Đinh Vượng muốn review mặt tiền của nó, thế nhưng mà do cái không gian nó bị chật hẹp, do Bonsai Đinh Vượng vườn rất chật, thành ra là kê cây sát vào nhau, chỉ đứng ở cái góc góc này để quay được thế này. Còn đứng mặt chính giữa mặt tiền của nó quay thì sẽ bị vướng cây bên cạnh. Đấy. Và cây thì cũng già đỏ cây rồi các bạn ạ. Ngày xưa lúc năm 2010 tôi mua cây này thì nó cũng già lắm rồi. Nó cũng già già đỏ cây. Và nuôi lại thì nó cũng có sự trẻ ra. Thế nhưng bây giờ nó lại già lại trở lại ngay. Đấy. Và bắt đầu từ cái tay 1 này các bạn, tôi nuôi bắt đầu từ cái tay 1 này. Cho đến bây giờ đã hoàn thành cái gần như xong cây rồi các bạn. Thì đây mới là cái mặt tiền của cây các bạn nhé. Cái mặt bên này sẽ là cái mặt chính của cây đây. Để các bạn quan sát thân pháp của cây này. Về cái thân pháp của cây này. Thì một cây, phải nói là một cây mang tính chất rất cổ kính. Một cụ xanh rất già. Và cái này có một cái tay 1 này các bạn. Nhìn nó chạy cục quịch, khá là kinh điển. Đấy, cái tay 1 của cây này, cái độ co lắc đường chạy của nó cũng khá xích xác. Rồi, tôi đứng cái góc này để các bạn quan sát. Đấy, đứng chéo góc các bạn ạ, mà không quay được mặt chính diện do không gian nó chật hẹp quá. Đó, cũng là một cây dáng siêu. Nhìn
Ngày xưa cái này thì được nuôi trong một cái chiếc chậu rất là nhỏ này các bạn này. Đây chính những ngày xưa nằm trọn gói trong cái phần chậu nó nằm trong cái này. Đấy, sau rất lâu năm sau khi cây nó được bỏ ra bên ngoài thì nó được hoang hóa ở trong một cái ang to. Đấy, khi họ đặt vào một cái ang to này, ngày xưa mua một trong một cái ang to này thì cây bắt đầu nó phát triển lên. Thì bắt đầu các thân nó được hóa kết dính lại với nhau. Thì tôi đã tận dụng được cái phần bộ thân pháp hóa ở phía trên. Và bắt đầu cắt đi để tạo tác thì bắt đầu lùi bắt đầu từ cái tay một cho đến thân pháp bắt đầu chạy lên. Và tôi làm một cái kênh phóng hơi đầu, một cái siêu như là một kênh phóng hơi đầu để cho nó kéo hồi cây trở lại, tạo một cái led nó bay cây. Và có cái tay một thì nó chạy cũng rất khó chịu các bạn, co lắc ngoan ngoèo và cắt giật được rất nhiều lần ở cái những cái tay thì nó mới to như thế các bạn. Rồi đấy, làm cảnh phóng hôi đầu nó sẽ bay về. Và tiếp đó là một tác phẩm cây cũng là cây trực siêu, một cây siêu tôi cũng làm một cành phóng hôi đầu, là hai cây siêu cho vào một cây ở giữa, cây hai thân ở giữa. Thì đây là một tác phẩm cây dáng siêu, tôi làm bốn cành một ngọn. Tôi quay này các bạn, cái này thì nó có cái không gian để quay hơn rồi này, thì tôi có thể quay được các góc. Cái này thì tôi tạo tác từ nhỏ và cũng tạo tác từ năm 1999 cái quay này, thì đúng cái chậu cũng là năm 1999 luôn, đắp đúng cái chậu luôn. Thì ngày xưa là trồng những cây nhỏ xong cứ thay dần chậu to dần to dần. Và khi đến hoàn thiện như vừa rồi thì tôi đã thay sang chiếc chậu này. Đến nay thì cây này cũng đã được hơn 20 năm tạo tác, thì cũng được ra được cái sản phẩm như thế này các bạn. Tiếp tục là một cây siêu này các bạn nhé, cũng làm cành phóng hơi đầu. Và tôi rất thích cái bộ chân bệ của cái tác phẩm này, nhất bệ nhì thân tam cành tứ bóng. Chính vì cây cốt chậu lâu năm được tạo tác từ nhỏ, chính vì vậy mà tôi đã sắp xếp được một cái bộ chân bệ chân móng cho cây rất bề thế vững chãi. Cái phần tay cành ngày xưa được to được như thế này là cũng phải cắt giật rất nhiều các bạn ạ, nuôi thật to xong mới cắt, nhiều lần mới cắt được một lần. Làm cắt giật thì nó có lâu, thế nhưng mà cây nó mới côn rụt được. Đấy, thì nhìn nó đỡ bị nguyền ngoào. Và cái nét cắt giật thì nó sẽ tạo những cái góc vuông, nó tạo ra những cái góc vuông thì cây nó sẽ đẹp hơn. Và giữa cái góc vuông kết hợp với những led mềm
là những cái đường nét uốn thì nó sẽ tạo được cái độ mềm mại, không cứng lắc trên cây, hài hòa giữa cắt giật và uốn nắn. Còn cây ở giữa thì thường thường họ sẽ làm cái bóng làng, bóng cân. Thì tôi chọn một cây hai thân đây, cũng là tạo tác từ nhỏ, rất lâu rồi. Đấy, thì có hai cây siêu cho vào hai bên. Thì cây này sẽ nằm ở giữa. Cây siêu trổ vào sẽ nằm được một bộ ba, và tôi đã chọn được một bộ ba tam đa phúc lộc thọ này các bạn. Cây dáng làng thế này thì nằm ở giữa và hai cây siêu trổ hai bên. Bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.